Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả ở miền Tây Trung Quốc, sấm sét, mưa lớn, mất điện, sóng nhiệt Tây Nam Trung Quốc cuộn vào. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã trải qua thời kỳ nhiệt độ cao kéo dài nhất kể từ khi kỷ lục nhiệt độ bắt đầu vào năm 1961. Kể từ tháng này, các khu vực khác nhau đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao trong 64 ngày liên tiếp. Một số thành phố lớn của Trung Quốc đã ghi nhận những ngày nóng nhất trong lịch sử và Đài quan sát thiên văn quốc gia hôm thứ Tư đã mở rộng cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao, mức nghiêm trọng nhất đối với hệ thống báo nhiệt 4 cấp của Trung Quốc. Theo AFP hôm nay đưa tin, hơn 7 triệu người ở Tây Nam Trung Quốc đang phải chịu cảnh mất điện liên tục do đợt nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng điện và buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa. Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các quan chức điện lực ở tỉnh Tứ Xuyên rằng do không có mưa, lưu lượng nước ở các con sông chính của Tứ Xuyên đã giảm 20-50%, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất thủy điện. Nhiệt độ ở tỉnh Tứ Xuyên đã vượt quá 41 độ C trong những ngày gần đây, tạo ra nhu cầu cao đối với hệ thống điều hòa không khí bằng điện. Trong khi đó, Tứ Xuyên, nơi phụ thuộc vào 80% điện năng từ các con đập, đã làm cạn kiệt các dòng sông và gần như cạn kiệt các hồ chứa trong khu vực, các nhà chức trách cho biết. Đại Châu, thành phố có 6,4 triệu dân ở phía đông bắc của tỉnh, đã trải qua tình trạng mất điện liên tục vào hôm thứ Tư. Một công ty điện lực địa phương đưa tin, các báo cáo phương tiện truyền thông trích dẫn Tập đoàn Điện lực Đại Châu nói rằng dự kiến sẽ có sự gián đoạn từ 3 giờ trở lên nếu cần thiết. Theo một thông báo được truyền thông nhà nước đăng tải hôm Chủ nhật, 21 trong số 25 thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên đã được lệnh đình chỉ sản xuất công nghiệp cho đến thứ Bảy. Các ngành công nghiệp ở Tứ Xuyên, trong đó có liên doanh với nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota, buộc phải đóng cửa sau khi chính quyền quyết định ưu tiên cung cấp điện cho các khu dân cư. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới Modern Ambo Technology cũng đã ngừng sản xuất tại Yabin. Tứ Xuyên là một khu vực quan trọng ở Trung Quốc để sản xuất lithium, một kim loại được sử dụng trong pin điện. Các quan chức cho biết hơn 1/3 trạm thời tiết của Trung Quốc đã ghi nhận nhiệt độ khắc nghiệt trong mùa hè này, với 302 trạm trong số đó khớp hoặc vượt các kỷ lục trước đó. Theo các nhà khoa học, hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến các nền kinh tế và xã hội trên toàn thế giới. Còn tại miền Nam Trung Quốc cũng đang trải qua những trận mưa xối xả và thiên tai địa chất. Bộ Tài nguyên nước đã đưa ra cảnh báo thảm họa lũ quét màu đỏ đầu tiên vào năm 2023, chủ yếu liên quan đến vùng Đông Bắc Giang Tây và Tây Chiết Giang. Đồng thời, lũ lụt siêu cấp đã xảy ra ở hơn 60 con sông trong lưu vực sông Châu Giang. Trận lụt lớn nhất trong lịch sử cũng xảy ra ở sông Si, Phúc Kiến và nhiều nơi các tòa nhà bị ngập lụt. Thiểu quan Quảng Đông hôm nay đã ban hành lệnh kiểm soát lũ số 2 cho năm nay. Vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương, mực nước đỉnh lũ sẽ đạt 56,5 m ở khu vực đô thị và người dân ở khu vực vùng trũng thấp phải sơ tán khẩn cấp. Một người dân thiểu quan Quảng Đông khi thấy một người lính cứu hỏa sắp bị lũ cuốn trôi đã hét lớn, "Kìa, lính cứu hỏa sắp bị cuốn trôi rồi." Mưa xối xả ập đến thiểu quan, đường phố trong khu đô thị ngập lụt, mực nước dâng cao, ngay cả lính cứu hỏa cũng khó có thể đứng vững, tình hình rất căng thẳng. Mưa lớn đổ xuống huyện Song Si, thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến vào ngày hôm qua. Trận lụt lớn nhất trong lịch sử xảy ra ở vùng biển Song Si. Toàn huyện bị ngập lụt, đường phố và cửa hàng bách hóa ngập trong nước. Một công nhân tại một trạm xăng ở Song Si cho biết lũ lụt hôm qua rất nghiêm trọng. Nhà của một số đồng nghiệp đã bị ngập. Hơn một nửa diện tích toàn huyện Song Si của chúng tôi bị ngập. Tầng 1 của nhiều ngôi nhà bị ngập và nhiều người trong số họ cũng bị lũ cuốn đi. Nước ngập rất sâu và đồng nghiệp của tôi không thể thoát ra được, họ bị mắc kẹt trong nhà. Những chiếc ô tô trong gara bên bờ sông đều bị ngập và tất cả đều bị nhấn chìm trong nước. Cô Giang từ một công ty chuyển phát nhanh ở sông Si nói, nhiều nơi nhà cửa đã bị sập, khu vực thị trấn Hê Đông và Suinan này và toàn bộ ngôi làng bên cạnh đã bị ảnh hưởng lớn. Về cơ bản, tầng 1 của các tòa nhà đã bị ngập lụt, đoạn đường hai đầu nước ngập hết rồi, giờ bùn lầy ngập cả đường, ô tô không vào được. Một số cư dân mạng cho biết, trong vòng một tiếng đồng hồ hôm qua, mực nước đã gần chạm đến tầng 2 và đặt nghi vấn là do hồ chứa thượng nguồn xả lũ.
Vào sáng ngày thứ Sáu, thành phố Kiến Đầu cũng bị ngập lụt. Một số cư dân mạng cho biết lúc 5 giờ sáng, Kiến Đầu cũng thất thủ. Anh Gông, một người dân ở Kiến Đầu nói rằng ngay cả tháp chống nổi tiếng của địa phương cũng bị ngâm trong nước. Anh Gông nói, lũ đất tràn vào thành phố, 80% các huyện bị nước ngập vào tầng 1, mực nước cao từ 2 đến 3 mét và nước đã chạm đến tháp chống. Tại Quảng Tây, mực nước sông Tây Giang dâng cao và đã xảy ra lũ quét tại vùng núi khiến 5 người thiệt mạng. Tại huyện Dương Sóc, Quế Lâm, hàng nghìn giáo viên và học sinh ở 3 trường học bị nước lũ bủa vây do lũ quét. Bộ Tài nguyên nước Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đưa ra cảnh báo rằng có thể xảy ra một trận lũ lớn khác ở sông Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang. Thưa quý vị, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc bắt đầu từ đầu tháng này đã kéo dài về phía Bắc trong những ngày gần đây. Mưa xối xả liên tục tấn công phần lớn miền Bắc Trung Quốc vào thứ Tư, với cảnh báo mưa lớn và lũ lụt được ban hành ở Bắc Kinh, Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và những nơi khác. Hôm thứ Tư, mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều đường hầm và cầu vượt ở Bắc Kinh. Tất cả các chuyến tàu liên tỉnh Bắc Kinh-Thiên Tân, nối Bắc Kinh và Thiên Tân đã ngừng bán vé. Hàng trăm chuyến bay bị hủy tại sân bay thủ đô, hành khách mắc kẹt chờ đợi trong lo lắng. Peng Shihu, một hành khách từ sân bay thủ đô cho biết, chúng tôi đến Bắc Kinh để du lịch. Hôm nay, thời tiết xấu nên tất cả các hành trình đều bị hủy. Vì vậy, chúng tôi đến sân bay sớm và chờ đợi tin tức về chuyến bay. Nhưng hiện chưa có tin tức gì. Một số trẻ tham gia trại hè đã hủy đặt chỗ và một số vẫn đang chờ. Yang Huixin, nhân viên của một công ty du lịch nói các bậc cha mẹ đang ở nhà và hiện đang rất lo lắng. Họ đã hỏi chúng tôi về việc đổi vé và thời gian hoãn là bao lâu. Các nhà chức trách ở Thiên Tân đã đưa ra cảnh báo màu da cam về lũ lụt nghiêm trọng. Sân bay Bình Hải đã dừng tất cả các chuyến bay kể từ đầu giờ sáng thứ Sáu. Ngoài Bắc Kinh và Thiên Tân, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông và những nơi khác cũng trải qua mưa bão lớn. Đây là lượng mưa lớn nhất ở Bắc Trung Quốc trên Hoàng Hoài và những nơi khác kể từ đầu mùa hè năm 2023. Lũ lụt ở Hồ Bắc, Hồ Nam và Trùng Khánh ở phía Nam Trung Quốc vẫn chưa rút. Các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin rằng trận mưa xối xả đã ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người tại 35 thành phố và quận ở Hồ Bắc, đồng thời khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Ở tỉnh Hà Bắc có ít nhất 10 người chết và 34 người mất tích, tuy nhiên con số thương vong thực tế vẫn chưa được điều tra và xác minh. Trung Quốc năm nay đã trải qua nhiều hiện tượng thời tiết bất thường trong tháng này, không chỉ có lượng mưa trên mức trung bình mà còn có mưa đá và rét đậm, thậm chí nhiệt độ xuống thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Tại Nam Bộ, do mưa lớn nhiều ngày liên tục đã gây lũ lớn trên diện rộng, người dân mắc kẹt trong nước lũ đang chờ cứu hộ. Lính cứu hỏa giải cứu trẻ em bị mắc kẹt trong dòng nước lũ từ các mái nhà bằng trực thăng. Vào cuối tháng này, mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở miền Nam Trung Quốc khiến Quảng Đông và Quảng Tây bị ngập lụt. Nhà chức trách cho biết khoảng 1 triệu người đã được sơ tán, nhưng nhiều cư dân vẫn bị mắc kẹt trong nước lũ chờ được giải cứu. Có ít nhất 17 thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Nạn nhân Wang Dan cho biết, ở một con phố khác có rất nhiều người già đang bị mắc kẹt trong vùng bị ngập lụt và họ không thể rời khỏi nơi này. Cảm ơn trời Phật, chúng tôi đã được giúp đỡ, họ đã cứu trợ và đưa chúng tôi thoát ra khỏi vùng nước lũ. Vào thời điểm này, trong năm Trung Quốc phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, nhưng năm nay khu vực phía Nam lại đón lượng mưa đáng kinh ngạc, khiến lũ lụt ngày càng mở rộng. Nhà khí tượng học người Wang Weiyu cho biết, đợt không khí lạnh mạnh từ phía Nam đã mang một đợt không khí lạnh đến khu vực này, đã thiết lập nhiệt độ thấp nhất trong nhiều thập kỷ và gây ra mưa lớn và nhiều trận mưa đá ở nhiều nơi. Đối với Trung Quốc, đây là hiện tượng chưa từng có. Ngô Cương, một người dân khác cho biết, lần trước nước lũ dâng cao 0,85m, chúng tôi đã nâng mọi thứ lên độ cao này hoặc cao hơn một chút, nhưng lần này lũ 2m nên chúng tôi không thể làm gì được. Các nhà chức trách cho biết lượng mưa trong tháng này cao hơn mức trung bình, ở một số khu vực cao hơn gấp tới 6 lần. Các nhà khí tượng học đang dự báo mưa lớn vào tháng tới ở những khu vực đã có lượng mưa trên mức trung bình vào tháng này. Trong tuần qua, mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Nam Trung Quốc, bao gồm Phúc Kiến và Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa lớn, gây lũ lụt và sạt lở đất. Mưa nhiều nơi thậm chí phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, một số thị trấn gần như bị ngập lụt và hơn 250.000 người bị ảnh hưởng. Vào ngày hôm qua, Thiều Quan, Thanh Viễn, Triệu Khánh, Hà Nguyên và các thành phố khác đã trải qua mưa bão lớn và mưa xối xả cục bộ. Lượng mưa tại nhiều trạm đã phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Mưa xối xả khiến mực nước nhiều sông dâng nhanh, tối đa lên gần 6 mét. Hơn 15.000 cư dân thành phố Thanh Viễn buộc phải sơ tán. Người dân cho biết nước lũ đổ xuống đồi hôm thứ Năm, nhấn chìm các con đường và gây ra lở đất nghiêm trọng. Một người dân thành phố Thanh Viễn cho biết, hôm nay mưa lớn hơn hôm qua, trời mưa từ 4 giờ và hiện vẫn chưa tạnh.
Một cư dân khác cho biết trời mưa vào khoảng 7 giờ và học sinh không thể đến trường. Lượng mưa ở tỉnh Quảng Đông trong tháng này năm nay chỉ bằng một nửa so với những năm trước, nhưng kể từ tháng này, 16 trong 22 ngày đầu tiên đã có mưa lớn. Số liệu chính thức cho thấy 190.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và ít nhất 13 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc đại lục, do dữ liệu về thảm họa và tai nạn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, nên dữ liệu về thương vong thực tế vẫn chưa được xác nhận. Thưa quý vị, mưa lớn mấy ngày qua ở Quảng Đông khiến 230.000 người phải sơ tán tại 3 tỉnh Đông Bắc. Tình hình hạn hán tiếp tục mở rộng, diện tích đã vượt quá nửa diện tích Trung Quốc. Quảng Đông đã có mưa lớn trong nhiều ngày, tính đến 5 giờ chiều ngày hôm qua. Tổng số người bị ảnh hưởng trong tỉnh là 233.200 người. Tuy nhiên, Cục Khí tượng dự báo từ ngày mai đến 2 ngày tiếp theo, lượng mưa tại tỉnh Quảng Đông sẽ tăng trở lại. Tình trạng ngập lụt cũng sẽ xảy ra tương tự tại Hồng Kông. Tuy nhiên, ở vùng Đông Bắc, đất đai nóng đến mức nứt nẻ. Ủy ban Quốc phòng Trung Quốc đại lục nhận định, do hạn hán liên tục mở rộng ở 3 tỉnh Đông Bắc và các tỉnh khác, nên khu vực bị ảnh hưởng hạn hán của đất canh tác trên toàn đại lục đã lên tới 28,6 triệu ha, tương đương 1,907 triệu ha, chiếm hơn một nửa diện tích Đài Loan, đồng thời khiến 1,66 triệu người và 1,78 triệu gia súc lớn gặp khó khăn về nước uống. Ngoài ra, Tân Cương cũng phải đối mặt với nhiệt độ cao nhất trong năm nay. Theo các phương tiện truyền thông chính thức, Chupan đã vượt mốc 45 độ C vào ngày hôm nay và nhiệt độ mặt đất cao nhất thậm chí còn vượt quá 75 độ C. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.